Người ta yêu thành phố Hồ Chí Minh không chỉ vì sự náo nhiệt, sầm uất đặc trưng của đô thị, mà người yêu nó còn yêu những dung dị và gần gũi của cuộc sống. Đó là những giờ tán gẫu với bạn bè, những buổi tan tầm từ cơ quan, những lúc thả mình trong những buổi cà phê yên ả, là khoảng lặng đầy chất thơ của những hẻm nhỏ với đủ mọi hương vị của cuộc sống. Nơi đó, con người sống với nhau gần gũi, cởi mở và chan hòa. Đặc biệt, khi nhắm nhìn thành phố từ trên cao, người ta mới cảm nhận được nguyên nghĩa câu nói: thành phố này rộng lớn, nhưng con người lại rất gần nhau. Kính thưa quý vị, những hình ảnh trong đoạn clip vừa rồi được trích từ tác phẩm mới nhất của một người rất yêu thành phố Hồ Chí Minh, đó là anh Nguyễn Thế Dương. Và bây giờ Hà Chí Quang, Khánh Ly xin mời quý vị chúng ta hãy cùng xem những hình ảnh đó được thực hiện như thế nào nhé. Xin chào anh Dương. Anh đang chụp gì đó? Mình đang chụp ảnh timelapse về Sài Gòn. Quý vị thân mến, đứng bên cạnh Khánh Ly và Hà Trí Quang hiện tại là anh Nguyễn Thế Dương. Nói anh là một nhà làm phim thì cũng không hẳn, và gọi anh là một bếp ảnh gia thì anh lại không chịu. Thôi thì tụi em tạm gọi anh là người yêu thành phố Hồ Chí Minh nha. Nếu như quý vị chúng ta tìm kiếm tên Nguyễn Thế Dương thì sẽ tìm thấy những bức ảnh tuyệt đẹp về thành phố Hồ Chí Minh. Và để thực hiện những video clip này sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, thế nhưng mục đích là phi thương mại. Nhưng đây thì em rất là muốn hỏi anh là vì sao anh lại dành tâm huyết, thời gian và công sức vào những video clip này ạ? Mình đã dành hơn 1.000 giờ làm việc, trải dài trong hơn 1.5 năm để hoàn thành video clip sắp tới này. Và mục đích duy nhất khi mình quyết tâm thực hiện clip là mình muốn cho mọi người có thêm một lý do để nói tôi yêu Sài Gòn. Chỉ đơn giản như vậy sao anh? Nghe thì tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà để có thể làm được clip này thì Dương đã phải lên hầu như tất cả các điểm cao, là nóc các tòa nhà cao tầng ở thành phố, để chụp được những góc nhìn từ trên cao bao quát hơn và thấy được chiều sâu của không gian phố cảnh cho thành phố. Chính xác mình phải chụp liên tiếp từng tấm, cho nên để hoàn thành được video clip này mình đã tốn khoảng 60.000 tấm ảnh trong một video clip với thời lượng hơn 5 phút. Chỉ là một thắc mắc nhỏ thôi, tại vì mình cũng đọc sách để mình biết được nếu mà một cái máy ảnh cũng có một cái hạn sử dụng của nó, cũng có một cái thời gian thôi. Nhưng mà em cảm thấy là nếu mà anh thực hiện nhiều bức ảnh một lúc như thế, máy chụp máy ảnh mở ra rất là nhiều lần thì rất dễ gây hư máy ảnh. Có khi nào anh bị hư máy ảnh chưa? Tuổi thọ của màn chụp máy ảnh là 100.000 shot. Tuy nhiên thì tính tới lúc này để thực hiện clip mới nhất, clip thứ 10 về Sài Gòn, thì Dương đã đốt hết 60.000 shot rồi. Tuy nhiên để có được những video clip đẹp để chia sẻ với mọi người thì 60.000 shot nó không phải là vấn đề gì lớn cả. Ngay cả việc mà mình thay một máy ảnh mới cũng không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Quan trọng là mình được thỏa mãn đam mê và đam mê mang lòng đến thành phố Hồ Chí Minh, và mình mang đến được hình ảnh đẹp cho để chia sẻ với mọi người. Đấy mới là cái quan trọng. Anh phải chọn những tòa nhà cao, đứng tận trên nóc của tòa nhà để chụp xuống thành phố mình. Anh có gặp khó khăn gì mà khi mình đi tác nghiệp như vậy không anh? Thực sự thì mình không phải là người trong lĩnh vực báo chí hay truyền hình, cho nên việc xin phép lên nóc các tòa nhà cao tầng là thực sự là một thử thách lớn đối với một cá nhân như mình. Tuy nhiên thì sau khi gặp ban quản lý các tòa nhà và nghe cho họ xem các video clip đã thực hiện trước đây và đã trình bày cái lý do và cái mục đích thực hiện video clip của mình, thì mình được hầu như tất cả ban quản lý của các tòa nhà đều đồng ý và tạo điều kiện tốt cho mình để tác nghiệp trên cao. Không biết là trong quá trình anh thực hiện những video clip này thì anh có cảm nghĩ gì về thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là anh có cảm nghĩ gì về con người của thành phố Hồ Chí Minh ạ? Khi mình mới đặt chân đến Sài Gòn thì có một cảnh mình rất ấn tượng mà vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ, chính là bùng binh ở Sài Gòn. Ở Hải Phòng thì không có bùng binh, hồi thời của mình sống ở đó thì không có bùng binh, nhưng mà khi vào Sài Gòn thì rất nhiều bùng binh. Và đặc biệt mình nhớ mãi, mình ấn tượng nhất là bùng binh giữa giao lộ Lê Lợi và Nguyễn Huệ. Đây mình cảm nhận đây là trái tim của thành phố, thì đấy là hình ảnh nó đọng lại mãi trong tâm trí của mình. Video clip timelapse đầu tiên Dương làm về Sài Gòn chính là video clip về 10 bùng binh sôi động nhất Sài Gòn về đêm. Thì đương nhiên là bùng binh giao lộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi là nằm trong một trong 10 bùng binh anh chọn. Thực sự thì thành phố Hồ Chí Minh rất hiện đại, rất năng động và phát triển rất nhanh. Các bạn có thể thấy như các tòa nhà cao tầng mọc lên liên tục hàng năm. Đối với một người trẻ như mình, một người đam mê sự thử thách và khám phá cái mới như mình, thì Sài Gòn luôn có một sức hấp dẫn rất là mãnh liệt. Và chỉ đơn giản như là dòng xe di chuyển trên đường, hàng người hàng ngày di chuyển trên đường,
đấy là một thứ năng lượng bất tận, và mình đấy là chính là một cái cảm hứng để cho mình sáng tác những video clip đẹp về Sài Gòn. Có thể khi đến những nơi khác bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, tuy nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cảm nhận được là mọi người rất là gần gũi, chan hòa với nhau và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hôm nay nhân ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam 30 tháng 4 thì anh Dương có điều gì muốn nhắn gửi đến thành phố Hồ Chí Minh cùng với quý vị khán giả không? Dưới góc nhìn của một người đam mê nhiếp ảnh như Dương thì thành phố luôn luôn phát triển và càng ngày càng đẹp. Và Dương hy vọng mọi người sẽ cùng nhau cố gắng chung tay để giữ gìn thành phố ngày càng xanh sạch đẹp và phát triển hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn anh Dương những lời chúc của anh đến thành phố Hồ Chí Minh cũng như là lời nhắn nhủ đến quý vị khán giả truyền hình. Và hy vọng rằng anh Dương ngày càng có nhiều cái tác phẩm đẹp về thành phố để ra mắt công chúng. Xin cảm ơn anh. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng chỉ ít phút của chương trình đã mang lại cho quý vị những hình ảnh mới, góc nhìn mới về thành phố Hồ Chí Minh. Và đâu đó tình yêu, cảm xúc cùng với sự nhiệt huyết của những dự án đầy ý nghĩa của những con người yêu thành phố này lại mang đến cho chúng ta niềm hứng khởi mới để cảm thấy yêu hơn và mong muốn xây dựng đất nước tươi đẹp hơn trong sự nối kết giữa quá khứ và hiện tại. Và bây giờ hãy cùng quay lại không khí của ngày 30 tháng 4 với những giai điệu rộn rã trong một tận hưởng. Yeah.